Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 17 tháng 8 năm 2022. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục chịu ảnh hưởng chủ yếu của trường gió Tây Nam có cường độ hoạt động trung bình yếu, nên vài nơi chỉ có mưa rào nhỏ thoáng qua. Tuy nhiên, vào thời điểm chiều và tối, mây đối lưu phát triển và gây mưa diện rộng ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc và sét. Ngày mai trời có mây, nắng gián đoạn, nền nhiệt tăng nhẹ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày mai có lúc có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam cấp 5. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 18 tháng 8 cao nhất 330 cm xuất hiện lúc 6 giờ, thấp nhất 150 cm xuất hiện lúc 12 giờ 30 phút.